Nó sẽ có ăn xanh nữa. Chỗ người lớn người ta uống với đây à. Này là đi ăn cơm gia đình. Không có uống cạn đâu. Gọi là đi ăn cơm gia đình. Kiểu gì chưa? Kiểu gì kêu đi mà cắm nhậu. Hả? Qua đây ngồi đây. Vậy là không uống. Vì sáng luôn rồi ra. Tụi nó bay qua mà. Tụi nó xôi. Mẹ. Nó ăn nó từ từ nó chua luôn. Gì vô? Đứng con chạy chiều vô. Đi ăn vô tụi nó đào bình thường. Để lái nó nó chua. Chua rồi chua nó vậy chứ. Này mới ăn chú vậy, mới làm cho thợ quay cái con thợ thắng. Con đâu có lỗi, không lo dùng nào. Nó lẩu hả? Cái trước đây, cái đi lăn lẩu. Kìa, cái đi. Cái không? Kìa, cái tự nhiên thôi. Cá tượng dễ thật, ăn xong không? Ba đây, để gần cái cho nó. Cá cứ đưa ra hả? Ờ, đưa ra. Nát quay quay quá thằng chó. Té nha, không muốn sờ lắm á. Giơ hai tay lên. Lên quay mặt đây nè. Trời. Thôi bỏ xuống đi. Ghê quá bỏ. Ăn cá đi. Không ăn thôi bỏ ra ngoài. Ăn đêm nè. Không ăn cá đi. Để lại trên dĩa nào cũng được.